Triển lãm do Sở Công Thương Hà Nội và công ty ABE Cộng hòa Pháp đồng chủ trì đang nằm trong chuỗi 18 sự kiện triển lãm lĩnh vực hàng không toàn cầu năm 2023 nhằm phát triển mạng lưới chuỗi sản xuất, cung ứng dịch vụ, tiêu dùng bền vững cao cấp lĩnh vực ngành công nghiệp hàng không. Đây cũng là nơi quảng bá, giới thiệu nhu cầu, kết nối giao thương cao cấp của hơn 160 đối tác doanh nghiệp, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực cơ khí, dây chuyền sản xuất linh phụ kiện trong lĩnh vực công nghiệp hàng không. Aero Expo Việt Nam và Việt Nam Aviation Forum 2023 hứa hẹn là môi trường giao thương sôi động, hợp tác kinh doanh phát triển mạnh mạng lưới sản xuất, cung ứng dịch vụ công nghiệp hàng không, kiến tạo môi trường phát triển mạng lưới bền vững cao cấp và áp dụng công nghệ có hàm lượng tri thức cao, sản xuất sạch.